Thưa quý vị, hàng trăm người dân đã phải xếp hàng trước 14 tiếng ở sân vận động Việt Trì của Phú Thọ, dựng lều, trải bạt nằm vạ vật qua đêm để mà giữ chỗ mua vé xem tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 sắp tới. Thông tin một cặp vé bán kết SEA Games 31 môn bóng đá nam đang có giá cao nhất là 3 triệu đồng vào trưa ngày 3 tháng 5, trong khi giá gốc là 1,3 triệu đồng một cặp, tức là 600.000 đồng một vé. Giá cao nhất lúc trưa ngày 3 tháng 5 là cặp vé khán đài A trận bán kết trên sân Việt Trì. Với giá gốc là 1,2 triệu đồng một cặp, bên ngoài chợ đen thì cặp vé này có thời điểm lên đến là 3 triệu đồng. Một cặp vé khán đài B đã lên tới 1,8 triệu đồng một cặp. Trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Indonesia đang được phe vé giao bán nhiều nhất. Cặp đấu diễn ra vào tối ngày 6 tháng 5 được xem là trận chung kết của bảng đấu. Vì vậy sự quan tâm của khán giả rất cao nên giá được phe vé thổi lên rất nhanh. Các trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng bảng có 3 mức vé vào cổng là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Theo quy định thì ban tổ chức chỉ bán 2 vé một ngày thi đấu nhưng mà khán giả có thể mua cùng lúc là 10 vé cho 5 ngày thi đấu bao gồm trận bán kết. Đa số khán giả sẽ mua cả 10 vé và sẵn sàng để lại cho phe vé những trận mà họ không cảm thấy hấp dẫn. Vâng, điều đáng nói là dân phe đang đẩy giá cao lên nhất có thể để tạo sức nóng cho thị trường. Trong đó có cả đội phe vé đến từ Hà Nội lên làm vùng. Đội ngũ phe vé hơn 10 người tấp nập trả giá và ra sức trèo kéo các cổ động viên bán lại vé xem trận U23 Việt Nam ngay bên trong nhà thi đấu Việt Trì.